Thời gian gần đây, những hộ nuôi tôm hùm trên địa bàn tỉnh Phú Yên vui mừng vì giá đã tăng trở lại. Theo đó, hiện nay giá tôm hùm thương phẩm loại 1 có trọng lượng mỗi con từ 1 kg trở lên, giá từ mức 1,5 triệu đồng đến 1,6 triệu đồng 1 kg, tăng 500.000 đồng 1 kg so với đầu tháng 4 vừa qua. Tôm hùm giạt cũng được thương lái mua với giá 900.000 đồng 1 kg đến 1,1 triệu đồng 1 kg. Giá các loại tôm hùm xanh, tôm hùm sỏi cũng tăng khiến cho người nuôi tôm phấn khởi. Nguyên nhân chính giá tăng do thị trường xuất khẩu chủ yếu qua đường tiểu ngạch đã mở rộng trở lại. Nhiều thương lái đến tận các vùng nuôi tập trung đặt tiền cọc để mua. Tỉnh Phú Yên hiện có hơn 3.000 hộ chuyên nuôi tôm hùm thương phẩm với khoảng 24.000 lồng nuôi. Hàng năm sản phẩm tôm hùm thương phẩm đạt từ 780 tấn trở lên.